gửi đến các bạn 2K4 vừa thi đại học xong và cả phụ huynh của các bạn nữa. Chào chào cô chú ạ. Nếu như các bạn đang chưa có laptop hoặc muốn nâng cấp laptop của mình thành một mẫu laptop mạnh mẽ hơn, thời thượng hơn, đủ sức phục vụ các bạn trong 4 năm học đại học sắp tới, học 7 năm đại học như Hải Triều thì chưa chắc. Thì đây chính là video dành cho các bạn. Hãy mua MacBook Air M1 ngay đi. Nó ngon lắm rồi, nó rẻ lắm rồi. Không dài dòng nữa, bắt đầu nhá. Anh em ơi. Đầu tiên sẽ là mức giá. Mức giá mà mình vừa tham khảo được ở trang web của hệ thống Cellphone S là chỉ còn 22.390.000 khi mà áp dụng đầy đủ những cái chính sách giảm giá, tặng quà, các thứ. Và mức giá này còn ngon hơn khi mà các bạn mua hàng 99%, nó chỉ nhỉnh 19 triệu một chút thôi, là các bạn đã có một cái mẫu laptop có mức độ hoàn thiện thuộc top của thế giới Ultrabook hiện tại rồi. Thứ hai, chất liệu hoàn thiện hoàn toàn làm bằng nhôm, toàn bộ mặt A, mặt C, mặt D của máy. Và sẽ hiếm có một chiếc laptop nào, sẽ hiếm có một chiếc Ultrabook nào có độ nhận diện cao như thế này, như chính quả táo đang nằm ở đây. Trackpad to, gì rất là sướng. Bàn phím bấm thì không thể nào khen được là bấm sướng lắm lắm được, nhưng mà có thể nói là phàn nàn vì nó hay không ấy thì không. Đơn giản là các bạn có thể làm việc, gõ văn bản, nhập liệu, tất cả mọi thứ rất là thoải mái trên chiếc bàn phím này. Chỉ có một điểm trừ mà mình thấy hơi lăn tăn trên chiếc MacBook Air này, đó chính là nó có quá ít cổng kết nối. Ở bên cạnh trái thì chúng ta chỉ có hai cổng USB Type-C mà thôi. Nhưng mà vấn đề này thì có thể giải quyết hoàn toàn rất là dễ dàng bởi một cái hub ngoài. Mà thực ra thì dân chơi Ultrabook, người dùng Ultrabook, kể cả là Windows hay là Mac thì cũng phải trang bị vào nó thôi. Nên là cái vấn đề này với mình nó không phải một vấn đề quá đáng chú trọng. Thứ ba, màn hình. Đặt màn hình của chiếc MacBook Air M1 này lên bàn cân với những đối thủ khác cùng thế giới Ultrabook đến từ Windows thì chắc chắn màn hình không phải là một điểm lợi thế so sánh của chiếc MacBook Air M1 này. Ví dụ nhá, như con Asus Vivobook 14 thì đã có màn hình OLED độ phân giải lên tới là 2.8K, rất nét, rất xịn. Nhưng nếu chỉ đặt một mình chiếc MacBook Air M1 này, xem xét nó một mình thôi, thì rõ ràng chiếc màn hình của chiếc MacBook Air M1 ấy, nó vẫn quá là xuất sắc. Màu sắc đẹp, độ sáng tốt. Thế còn chê gì nhỉ? Thứ tư và thứ năm, pin. On screen lên tới là 8 đến 10 tiếng và không hề bị giảm hiệu năng như những mẫu Ultrabook đến từ Windows. Laptop có thể on screen được 8 đến 10 tiếng hiện tại thì không hề hiếm, nhưng có một điểm trừ chung của những mẫu laptop Windows, đó chính là hiệu năng. Cứ không cắm sạc một cái thì máy sẽ tự động chuyển cấu hình từ hiệu năng sang tiết kiệm pin. Và nếu như chúng ta cố gắng là chuyển từ tiết kiệm pin ngược lại hiệu năng ấy thì máy sẽ lại nóng, và nóng thì sẽ lại tụt pin. Chính con chip M1 đã tạo ra lợi thế tuyệt đối trong phần này khi đặt con MacBook Air M1 này cạnh với những Ultrabook khác đến từ Windows. Nói về hiệu năng thuần thì hiện tại tất cả những ứng dụng trên macOS ấy cũng đã được viết lại để tối ưu hơn với cấu trúc ARM của Apple rồi, có thể chạy được native hoàn toàn trên cái hệ điều hành này. Đại khái thì anh em có thể edit những video 4K bằng Premiere trên chiếc máy này, nhưng mình chỉ nói là edit được chứ không phải là ngon. Thử đặt ví dụ khó hơn một chút đi, là nếu như chúng ta có thể cắt file bằng DaVinci Resolve ấy, nó sẽ rất rất là mượt và không có hiện tượng giật lag chậm trễ gì cả. Nhưng chỉ cần add một effect vào thôi, chúng ta sẽ phải chờ rất rất lâu để hiệu ứng đó có thể add vào được. Nên là nếu như muốn edit ngon ấy, thì chuyển sang Final Cut nhá. Với nhu cầu coding thì mình có tham khảo qua một ông anh sinh năm 96, học bách khoa, chuyển sang học lập trình. Thì ý kiến của mình như này, đại khái thì khoảng giá 22-23 triệu mua con MacBook Air M1 về làm code ổn không anh? Thực ra thì code nó cũng có nhiều cái loại code ấy, có thể code web này, code app này, code game. Đối với bạn mà chẳng hạn như code ứng dụng iOS như kiểu anh ấy thì chắc chắn là các bạn bắt buộc phải mua MacBook rồi. Về cái tầm khoảng giá 22-23 triệu thì mua MacBook Air M1 cũng là một cái lựa chọn khá là hợp lý. Nói chung là công việc ở trên lớp thì ok, các bạn làm thoải mái. Các bạn có thoải mái bởi vì trên lớp thực ra nó chỉ dạy cơ bản cho nên là ok. Nhưng mà nếu mà một người như anh mà đã đi làm rồi thì cấu hình đấy cũng là không đủ. Thì anh cảm thấy như là cái mức 16GB và 512GB mới là cái mức đủ, cơ bản gọi là đủ để các bạn có thể dùng. Nếu mà code web ý, thì nó sẽ không đòi hỏi nặng cái vấn đề là quá nhiều RAM. Nhưng mà code mobile thì nó sẽ đòi hỏi nhiều RAM hơn bởi vì nó sẽ phải chạy máy ảo. Thế điều chắc chắn, máy ảo là một thứ rất là ngốn RAM. Thực ra nói là code web không ngốn RAM thì cũng không hẳn là đến thế. Ít tốn hơn. Nó sẽ ít tốn hơn một chút. Cho nên là đối với anh thì bản base RAM với RAM 16GB là cái bản thuộc dạng là đủ để các bạn có thể sử dụng code dài lâu, dài hạn. Lâu dài đúng rồi, để đến khi các bạn đi làm các bạn có thể dùng ok. Cái thứ hai là về bộ nhớ trong thì anh nên kiến nghị là nên sử dụng bộ nhớ trong 512GB. Ok. Bởi vì là không biết mọi người khác sử dụng code như nào, nhưng mà anh code iOS thì một tuần cỡ khoảng 1 đến 2 tuần là nó đã cách đến khoảng 100GB rồi. Cho nên tóm lại là nếu các bạn là một sinh viên, các bạn bắt đầu code thì các bạn ok với việc mua 8256 và để dùng cho việc học và code nhẹ nhàng.
Nhưng mà các bạn sẽ phải xác định là nếu các bạn mua bản Mac, nhất là MacBook Air nhá, nhất là MacBook Air thì chắc chắn là các bạn sẽ phải đổi. Đấy là chắc chắn. MacBook Pro thì có thể trụ được lâu hơn một chút, nhưng mà MacBook Air chắc chắn đổi, nó không quạt. Đấy cũng là một vấn đề cái code nhá. Okay. Nó khá là nặng nhá. Ok. Cho nên là nếu mà có điều kiện thì mình nên khuyên các bạn là nên lấy bản 16. Tối thiểu là 16 256. Còn nếu mà dư giả hơn thì nên lấy 16 512. Mà dư giả nữa? Dư giả nữa thì đấy thì M1 Pro hoặc M1 Max, đấy là tùy tầm tiền của các bạn. Okay. Nhưng mà mình thấy M1 thì cũng ok rồi, cho nên là nói chung là nhiều RAM thì tốt hơn và nhiều bộ nhớ trong thì tốt hơn. Ok. Tuy nhiên, sẽ có nhiều bạn đặt câu hỏi rằng bây giờ đã có MacBook Air M2 rồi, thì liệu có nên nâng cấp lên MacBook Air M2 luôn hay không? MacBook Air M2 thì cũng đã ra mắt mới hơn, mạnh mẽ hơn, thời thượng hơn và tất nhiên là giá cũng sẽ cao hơn. Mức giá dự kiến cho đợt hàng gửi đầu tiên nó sẽ rơi vào khoảng từ 32 cho đến 33 triệu đồng, cao hơn từ 5 đến 6 triệu so với cái phiên bản MacBook Air M1 khi mới ra mắt, và thậm chí là cao hơn đến gần 10 triệu, khoảng 10-11 triệu so với mức giá hiện tại của chiếc MacBook Air M1. Vậy thì với 10 triệu chênh lệch, chúng ta sẽ khác biệt gì? 20% khác biệt ở Photoshop và Premiere. Thẳng thắn mà nói thì đây là một cái nâng cấp mình cảm thấy không quá đáng để chú ý. Với ngay từ đầu, con chip M1 được đánh giá là một con chip nó ăn rất ít điện nhưng lại cho ra hiệu năng rất là ok, chứ không phải là một con chip cực kỳ mạnh. Nó so sánh kiểu như là hiện tại các bạn đi làm part time được 10.000 một tiếng thì có một chỗ khác bảo các bạn về làm với giá 12.000 một tiếng thì các bạn sẽ không quá chú ý. Đó. Còn nếu như câu chuyện nó là đang làm 1 triệu chuyển sang một chỗ khác 1 triệu 2 ấy, thì nó lại khác. Mặc dù cùng là 20% khác biệt nhưng mà 1 triệu 2 nó sẽ khác rất nhiều với câu chuyện 12.000 với 10.000 ấy. Kiểu vậy. Điểm thứ hai, thiết kế khác biệt. Đây thì lại tùy thuộc khá nhiều vào quan điểm của mỗi người. Mỏng hơn, nhẹ hơn, thêm cổng kết nối, màn hình thì sáng hơn. Đổi lại thì chúng ta sẽ phải chấp nhận phần màn hình tai thỏ ở phía trước. Đó, với 10 triệu chênh lệch thì mình cảm thấy chiếc M2 đang làm cho chiếc M1 được tôi lên quá rõ với mức giá tiền, chi hiệu năng nó tốt hơn hẳn. Đương nhiên thì các bạn hoàn toàn có thể mua chiếc MacBook Air M2 mới hơn, thời thượng hơn, mạnh mẽ hơn nếu các bạn là sinh viên RMIT. Còn không thì mua MacBook Air M1 đi, chắc chắn nó đang là một món hời ở thời điểm hiện tại rồi. Mua đây, MacBook Air M1 xem phải bán rẻ lắm rồi, mua đây. Đó, mong là sau video ngày hôm nay thì các bạn cũng đã lấy được một chút thông tin, quyết định được đâu sẽ là mẫu laptop đi cùng mình trong 4 năm học sắp tới. Vậy thôi, nếu anh em muốn review bất cứ mẫu laptop nào nữa thì comment ở phía dưới nhé. Bây giờ thì bye bye.